Nga xin giới thiệu tới quý vị DVD kịch Mẹ và Người Tình của soạn giả Lê Chí Trung. Đây là một vở kịch thật éo le và cảm động, nói về một người mẹ sau khi chồng mất đã một mình nuôi con cho đến khi khôn lớn, và bà đã gặp lại người tình thuở xưa. Nhưng trước sự phản đối của những người con trong gia đình, người mẹ này có thể bước thêm một bước nữa hay không? Với sự diễn xuất của các diễn viên chuyên nghiệp Hồng Vân, Thúy Nga, Bình Minh, Thanh Vân, Đức Hải, Xuân Trang, DVD kịch Mẹ và Người Tình sẽ phát hành vào dịp lễ Mother's Day. Chi tiết liên lạc trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. DVD live show Nghệ sĩ Châu Thanh 30 năm sân khấu, chủ đề Trọn đời ghi ân. Đây là một sự góp mặt hiếm có của những nghệ sĩ lừng danh trong làng cổ nhạc Việt Nam. Diệp Lan, Lệ Thủy, Bảo Quốc, Hoài Linh, Thanh Kim Huệ, Cẩm Tiên, Thanh Ngân, Phượng Hằng cùng với nhiều danh hài nghệ sĩ trong nước. Một chương trình cải lương thật ấn tượng, quy tụ những khuôn mặt lớn trong làng cổ nhạc Việt Nam. DVD này sẽ được phát hành đêm mai. Mọi chi tiết xin liên lạc trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Trung tâm Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu cuốn phim ca nhạc DVD số 2 của ca sĩ Mai Quốc Huy. Anh thế